Các bạn ạ, liên quan đến các cái thông tin về cái thương vụ một Pioneer đặt cọc phải đến hàng trăm chiếc xe VinFast và có đồng thuận với việc là sẽ bán lại những cái chiếc xe đặt cọc này bằng Bitcoin sau khi mainnet. Thì ngay sau cái clip thứ nhất mình ra ngày hôm qua thì đến cuối ngày thì lại có thêm những cái thông tin rất là nóng hổi về cái sự kiện này, nên là mình sẽ tiếp tục làm thêm cái phần 2 này. Thì đây các bạn thấy, sau khi mà đặt cọc hơn 100 chiếc xe VinFast trong những ngày hôm trước, thì ngày hôm qua thì chú Minh, thực ra là mình cũng xin phép chú để chia sẻ những thông tin này rồi, chú đồng ý. Thì đây cũng đưa ảnh các thứ của chú lên hết luôn đây. Đấy thì chú lại cọc tiếp thêm 70 cái xe nữa, thì tổng số chiếc xe mà chú đặt cọc lên là 208 chiếc. Đấy thì cái sự kiện này khá nóng ở trên các cái những cái diễn đàn về đào Pi, hội nhóm Pi, đào Pi Network. Đấy, đây là cái lệnh chuyển khoản của chú 700 ngày chiều ngày hôm qua. Đấy, chú làm một phát 70 chiếc nữa, quá đỉnh luôn. Đây là hình ảnh lễ ký kết đặt cọc, hợp đồng đặt cọc tại cái đại lý xe ở trên Hà Nội. Thì chú Minh này thì người ở Hải Dương, nhưng mà đặt cọc xe thì lên thẳng Hà Nội luôn. Đấy thì cũng giống như là cái dự án Pi Network thì luôn có hai cái luồng ý kiến trái chiều, một bên thì rất tích cực, một bên thì rất tiêu cực. Ok, thì hôm nay mình phân tích thêm về ý kiến tích cực thì nó vẫn thế thôi. Thì mọi người cho rằng đây là một pioneer tiên phong là rất tâm huyết, và những cái việc làm này của chú thì giúp lan tỏa cái dự án Pi đến cộng đồng. Ngược lại thì chiều ngược lại thì những bạn mà không theo đuổi dự án này, gọi là anti Pi, thì họ cho rằng là đây là một hình thức lừa gà tuyển rep, câu view câu like. Đấy, rồi thì bảo chú làm màu ngáo đá, bla bla. Hoặc là mấy ông phân tích, mấy bác mà phân tích sâu hơn thì có thể suy luận ra rằng Bắc Minh thì có thể là đặt cọc nhiều rồi, khi mà chuyển nhượng cọc thì sẽ hưởng cái hoa hồng hoặc là cái phần trăm ăn chênh lệch. Đấy, rất nhiều cái giả thuyết, nên là bác mới có những cái hành động và những cái gọi là những pha xuống tiền rất là mạnh mẽ như vậy. Đấy, xong là cũng có thêm những cái thông tin là bác ấy không phải là đấu giá bằng Bitcoin mà bằng đồng Việt Nam. Ok, cái riêng cái thông tin này thì mình chưa có kiểm chứng thì thôi, mình không dám bàn luận ở đây. Thì tuy nhiên là xét trên cái khía cạnh mà đây mình phân tích, mình thì là một người ủng hộ dự án Pi và có đào Pi, cho nên là dĩ nhiên mình sẽ thôi những ý kiến tích cực rồi mình không phân tích nữa. Thì bác nào theo thì cứ kiên định với cái ý kiến theo đuổi dự án của các bác và của những cung dinh của mình. Thì mình phân tích về cái phần ý kiến tiêu cực, mình sẽ phản biện lại. Đây là ý kiến cá nhân của mình thôi nha, chứ có thể nó đúng với lại suy nghĩ của một số người, có thể nó không đúng, thì chúng ta cùng đưa ra bàn luận. Cuộc sống mà, cái gì nó cũng có hai mặt, đúng sai trái phải. Đấy thì phải có phản biện thì nó mới có sự đi lên được. Ok, về phần những cái thông tin bảo bác lùa gà tuyển dép câu view câu like, thì thực ra như mình thấy trong clip trước thì mình cũng có show cái hình ảnh mà số rep mà bác ấy có lên đến gần 200, hơn 200. Thì ra cũng đối với bản thân mình ấy, số lượng rep mà mình tuyển cũng nhiều thì cũng chả phải là nhiều, nhưng mà so với mặt bằng chung thì mình nghĩ là cũng sẽ là con số ở mức trung bình. Mình tuyển được hơn 70 bạn, nhưng mà nói thật là
cái số mà để mà gọi là đào liên tục ấy, thì cũng chỉ đâu tầm khoảng 15 cho đến 20 thôi, mà cũng phải thỉnh thoảng cũng phải nhắc đấy. Nhưng có những người thì thậm chí còn xóa hẳn app đi rồi, thì thôi những bạn đấy thì mình cũng có ép buộc ai phải đào đâu, thì các bạn ấy thấy cơ hội mà tốt thì các bạn ấy theo, còn không thì thôi các bạn ấy không đào nữa thì mình cũng chả ép buộc gì đấy. Thì mà nói thật với các bạn, tuyển được rep rồi sau cái lượng mà pi được thưởng từ rep ấy thì phải chờ cái IC thì mình mới được tính. Bây giờ mình có 15 20 bạn đào thường xuyên thì còn gần hơn 40 bạn nữa, thì chả lẽ bây giờ mình phải đi gọi là như nào nhỉ, chăm sóc rồi thì giục từng người một, cái đấy là mất công lắm. Thì mình nghĩ là các bạn ấy theo đuổi dự án mà KIC được thì mình được phần thưởng pi thì các bạn ấy thì mình vui và các bạn ấy cũng vui đấy. Thế còn bạn nào mà không theo đuổi được bỏ thì thôi phí, coi như là cái đấy thì nó cứ, nếu mà sau mà pi có thành công thì cũng chỉ mình tiếp một thì các bạn kia cũng phải tiếp 10 đấy. Thế nên là bảo là tuyển thêm dép thì thật sự thời điểm này thì mình cũng không, như mình là mình cũng không mặn mà nữa, và mình sẽ tập trung vào chăm những cái bạn nào mà có cùng chí hướng, cũng cùng cái như nào nhỉ, cái tầm nhìn rồi mong 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 đợi sự thành công của dự vào dự án như mình, vào dự án P Network như mình đấy. Thì mình tập trung quanh vào, không 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 lan man nữa, mà tập trung vào một số những đối tượng tiềm năng thôi, ok, chung chí hướng như mình đấy. Thì mình nghĩ là bác ấy tầm như bác Minh giờ cần gì tuyển thêm dép, câu like câu view thì bác cái tầng đấy tuổi rồi thì cần gì về like với view, mà thật sự bác cái xuống được tiền như thế thì chắc cái tài sản của bác cũng phải gấp mấy lần như vậy, thì live view làm cái gì đấy. Thì theo cá nhân mình là bác cái làm vì cộng đồng đó, đấy là ý kiến của mình nhá, còn ý kiến của các bạn như thế nào thì các bạn tự đánh giá thôi đấy. Thì cũng tương tự với cái ý kiến là làm màu ngáo đá rồi, thì nói chung là cũng ý kiến nó không được hay ho cho lắm. Thì thôi đấy là ý kiến của các bạn, thì mình thấy thì bác ấy cũng chỉ chia sẻ trên các hội nhóm của anh em đào pi thôi đúng không ạ? Đấy, cũng chả có mời báo đài, chả có ông VN Express hay là ông VTV nào mà nhảy vào bảo chú làm cho anh cái phóng sự, anh đặt cọc mấy trăm cái xe đi, đến cả VinFast họ còn chả đưa tin chính thức thì thôi chứ nói gì. Thế rồi bây giờ một ông khách hàng là ông đến đặt cọc khoảng 200 cái xe bên VinFast họ mừng quá gì đấy, họ chả làm truyền thông bầm 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 dầm lên đấy, có cái gì đâu, đây toàn anh em trong hội biết nhau rồi đấy. Thế xong là thì cứ người này share trên trang cá nhân, người kia share trên trang cá nhân họ, thì mọi người biết đến thì gọi gọi đấy gọi là sự lan tỏa về cho cộng đồng về dự án đó. Còn cái phần hưởng hoa hồng ăn chênh lệch ấy thì cái này thực sự thì mình cũng ý kiến này thì ra là cũng có cơ sở, nhưng mà thật sự bác ấy có tính toán với cái việc đấy hay không thì mình cũng không 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 biết được. Nếu ông nào ví dụ như là ông nào mà có đầu óc kinh tế làm ăn thì cái kèo này cũng, cũng hay đấy, cũng tương đối đấy, cũng hay. Ví dụ như nào nhỉ? Nhưng mà cũng rủi ro nha, nếu mà mà bác ấy đặt xe xong là ví dụ như là không bán được thì làm sao? Đấy, thì bác ấy trả lại cọc không? À, có nhá, có nhá, có trả là VinFast là hình như vẫn cho cái chính sách là hoàn lại cọc nếu mà không nhận xe trong thời gian bao nhiêu lâu đấy. Đấy thì đấy, nếu các bạn xem nếu mà là người làm ăn kinh doanh họ có đầu óc thì làm sao mà các bạn phải lo với người ta. Đấy, bác ấy chắc nếu mà bác ấy thừa tiền thì bác ấy bỏ luôn cọc, còn ví dụ như là nếu mà bác ấy cái thương vụ của bác ấy không thành công, bác ấy nhận hoa lại chả mất gì
thì nếu mà có mất chi phí cơ hội thì bạn chỉ mất 2 tỷ, 2 tỷ hơn 2 tỷ vào trong mấy tháng mà không bán được cái cọc xe này thì bác ấy mất cái chi phí cơ hội, bác cái cầm 2 tỷ 8 bác đi làm đủ thứ chuyện rồi. Đấy, chứ đấy là cái mất mát của bác ấy, anh em mình có mất gì đâu. Đó, cho nên là mình nghĩ thì ở đây thì bác cái làm cái thương vụ này là lớn đấy, thế nên là mình cũng sẽ vẫn tiếp tục theo dõi và sẽ gửi tới các bạn những cái thông tin về cái sự kiện này trong thời gian tiếp theo. Thì mong nhận được cái những cái bình luận để chúng ta cùng thảo luận về 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 cái sự kiện này. Ý kiến cá nhân của các bạn cứ đưa ra để chúng mình cùng bàn luận thôi. Ok, cảm ơn các bạn.